Kính thưa quý vị đồng tư, chúng ta tiếp tục thông tin báo ông. Vì thương xót hoặc chúng sanh nên nói về kinh này thiếu khí dưỡng từ một hoa hoặc sen hiện ra bảy báu ha. Nhiều thứ lòng trang nghiêm ha. Đức đức thịnh tu mẫn vui đừng ngồi tiếc già không thanh tịnh ha. Nhưng hoa sen vụn như màu sáng lòng là Đức Phật đã nói về ngài, nói về Đức Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha, là ngồi trên bảy báu, ngồi tiết già ha, là trên bảy báu của tòa sen vậy thôi, và vui được ngồi tiết già, phân tâm hợp thanh tịnh không nhiễm em trên núi sen, là Đức Phật đã miêu tả về cõi Sa Bà, dù có một cái danh hiệu Phật là ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Thần khác nhau như vô lượng trong ánh sáng hàng hà vô số hương, chư Phật hiện ra không suy nghĩ, có diện như vui trước khi khi trong sơ tư sinh tử đủ tinh tấn tất cả các loài chúng sanh hữu tình. Vì thế mà từng làm cha mẹ của Như Lai cũng từng làm cha mẹ giúp chúng sanh hữu tình. Như Lai đã từng làm mẹ lành hạnh, thì đó nghĩa là trong truyền thuyết Đức Như Lai cũng là cha mẹ của các loài chúng sinh hữu tình, và các loài chúng sinh hữu tình cũng là từng làm cha mẹ của Như Lai. Điều đó có nghĩa là tôi lấy ví dụ cụ thể là ở trong một trường kiếp thì Đức Như Lai đã vì thương xót cha mẹ ha, vì thương yêu cha mẹ, lòng cúng kính hiếu dưỡng của mình, của người con đối với cha mẹ đã sao vì lúc đó là một Như Lai đang là một loài hươu đã thương cha mẹ vì mù lòa ha, nên sao để đi tìm thức ăn để nuôi cha mẹ ha, rồi thương các loài chúng sinh hữu tình trong một lần đó thì Như Lai đã trẻ thân ha, trong một cái đám cháy ha, đám cháy rừng thì quý vị cũng đã biết ha, trong đám cháy rừng thì rất là nhiều muôn thú rất là hoảng sợ, trong đó có cọp voi sư tử rất là hoảng sợ vì cái rừng lan rộng ha. Thì lúc này Như Lai đang là một con chim ha, con chim 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 đó là chim hoàng lửa ha, phượng hoàng lửa đã dùng ha, dùng để dùng miệng của mình để mà lấy nước ha, để đi rải khắp cánh rừng đó cho khỏi cháy ha, và tiếng kêu đó thấu xót làm cho Đế Thích ha, tuy đó Đế Thích cũng thấy ha, và đã nói với các chư tiên là có chim mà lòng yêu thương muôn loài để đến nỗi mà phải hy sinh ha, phải hy sinh, đó là tất cả những điều chúng ta biết ha, chúng ta biết vì thương mà nên dùng thân mà để mặc cho sự cháy rừng ha, điều cho mặc cho sự cháy rừng không sợ để lấy nước để mà rải cho khắp cánh rừng khỏi bị ướt ha, khỏi bị cháy nữa ha, đó mà được kẻ động cả đất trời ha, động cả đất trời trong truyền thuyết là này, Đức Như Lai cũng như thế ha. Rồi Đức Như Lai cũng trong truyền thuyết đã nuôi cha mẹ mù đó là một lòng hiếu thảo. Đức Như Lai của Đức Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha, như vậy thì khi không làm sơ bộ kể sơ bộ đầu mắt tỷ não giác thanh tịnh và tư liệu về chúng chỗ phục và chuyên tu tự tài tận Bồ Tát trì giới thâm đa văn ha. Và lúc đó thì đa văn ha, là Đức Như Lai cũng đã từng tu các hạnh nguyện bố thí trì giới đa văn vân vân thiền định trí huệ đầy đủ và không nghĩ về từ đó mà chứng và mà hiếu thuận với cha mẹ như tôi nói ở trên ha, hiếu thuận rất là hiếu thuận với cha mẹ ha, đến
đến khi mà đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì ngài cũng rất là hiếu thuận, rất là yêu thương cha mẹ mình, rất là yêu thương cha mẹ mình vì rất là vâng lời, mặc dù đã chứng đoàn ngộ giác, ngài vẫn thường xuyên tới lui thăm nom cha mẹ, thường xuyên tới đã chứng đạo rồi nhưng mà vẫn kính trọng cha mẹ mình, rất là kính trọng cha mẹ mình. Những cái ý, những cái điều mà lúc nay làm chúng ta học được ở ngài hay sự hiếu thuận đến như thế nên này tất cả chúng sinh hữu tình chưa, lúc đó có khi là cha mẹ của ta, có khi ta là cha mẹ của tất cả chúng sinh hữu tình đó, để ý phía trên ha. Quá cúng dường không biết mệt mỏi là hiếu thuận ha. Chúng ta sẽ vậy mau chóng thành vô lượng đại chánh đẳng, từ đó mà trở thành vô lượng chánh đẳng đầy đủ bổn nguyện. Vì thế mà nên biết tất cả chúng sanh là trọng ân đối với Phật, vì có trọng ân như vậy nên Như Lai không bỏ chúng sanh, đó là cái tự trọng ân lớn khi không như ngài để thành Phật và sang như ngài để lại cây Bồ Đề, lại cây Bồ Đề, đó là sự ân nghĩa, đó là sự ân nghĩa, vì sự ân nghĩa mà đã giúp cho ngài để ra thành Phật đạo, để thành Phật đạo. Như vậy thì sự ân nghĩa này để làm cho chúng ta thay ngài đã lại cây Bồ Đề. Và trong tiền kiếp thì ngài cũng là người ngài có trọng ân đối với tất cả chúng sinh, thì chúng sinh cũng có trọng ân đối với ngài nên mới hạnh thông đến như vậy, nên ngài công lên công đức mà chúng ta đỡ công lao to lớn, vô cùng to lớn đối với ngài, bất hạnh của ngài thì chúng ta không thể nghĩ bàn, không thể nói hết được. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.